Xin chào các bạn thân mến, Huy đang ở Airport Reolin, là cái chỗ mà tàu điện mà đi thẳng ra sân bay á mọi người. Có mấy em nhỏ đi học mà chút xíu, nhỏ chút quá, mà thấy cũng đi Airport một mình đó, cho nên là Huy thấy dễ thương quá. Huy thấy là Huy cô đơn vậy chứ mà Huy thấy mấy cái em nhỏ đi học, tự đi học một mình giỏi quá luôn á mọi người. Mấy cái em mà ngồi xung quanh ở đây nè, đó, có nhỏ chút. Hôm nay là Huy Huy livestream luôn, Huy không có qua YouTube. Mọi người coi khung cảnh ở Airport Reolin Thái Lan, tàu điện nhưng mà để đi ra sân bay trực tiếp luôn, rất là rẻ nha mọi người. Từ cái tàu điện này đi ra chỉ có 45 baht thôi, là giống như 4 5 5 nhân 7 là 35.000 đó. Mà Huy đã từng làm clip là để chỉ mọi người đi du lịch đó, nếu mà ai đi một mình này nọ thì đi cho nó rẻ, tiết kiệm tiền, mọi người có thể tìm xem nha. Bây giờ là 6 giờ 20 mấy phút ở bên Thái nè mọi người. Để Huy quay cho mọi người coi. Mà trời nó còn sáng trưng như này đó. Trời mà mấy anh đứng ở trên sân thượng hút thuốc nè. Mọi người thấy không? Đứng hút thuốc. Đây là khung cảnh vào lúc 6 giờ rưỡi, trời còn sáng trưng nè. Đi ra Airport Reolin nên có nhiều người có hành lý á. Đây. Để Huy coi thử ngày mai, nếu mà Huy có thời gian, Huy sẽ đi ra Phú Kẹt. Bay đi bằng cái đường giống như này nè. Đó, tàu tới nè. Tàu tới. Thì bây giờ mình sẽ lên tàu nha. Và đi thẳng tới sân bay, mọi người coi thử là bao nhiêu phút, nhưng mà livestream thì lâu quá không. Mà Huy trong lúc mà livestream thì mọi người sẽ đây. Đây mọi người. Đây khung cảnh nè mọi người ơi, khung cảnh mọi người đi ra xong mình đi vô. Đông quá thôi, người ta du lịch quá trời luôn á, cho nên là bữa nay Airport Reolin rất là đông luôn, đông khủng khiếp mọi người. Quá trời đông, kiếm một chỗ ngồi không thấy. Đông xỉu luôn. Mình sẽ cái cửa đóng lại nghe cái tiếng nhỏ kìa. Chưa có ai comment hết trơn. Hello cả nhà. Đây những người ở đứng ở ngoài. Mình đã được vào trong rồi. Hello cả nhà. Bên Thái giờ mấy giờ vậy bạn? Em đeo khẩu trang và cho an toàn, đúng rồi. Nhưng mà mọi người, Huy làm cái clip này là giống như là một ngày để mình có cái, để mình coi thử cái cảm giác là không đeo khẩu trang thì như thế nào. Tại vì ở bên Thái Lan bây giờ là có cái luật là nếu mà bản thân của mình tự cảm thấy là mình không có đeo, mình cảm thấy là mình không cần đeo thì mình có quyền đó. Cho nên là hôm nay livestream. Tự nhiên cái cửa nó mở ra lại. Đây. Okay.
Bên Thái bây giờ là bằng giờ Việt Nam các bạn, 6 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi nha. Từ tàu điện ngầm này này mọi người đã đi đến Suvarnabhumi là từ tàu điện ngầm này tới Suvarnabhumi sẽ tốn khoảng 30 phút cho tới 40 phút. Bên em giờ mấy giờ rồi? Bên em là 6 giờ rưỡi là bằng giờ Việt Nam. Đây là khung cảnh nè mọi người đó. Khung cảnh Thái Lan vào lúc 6 giờ rưỡi á, mà nó sáng trưng vậy đó mọi người. Nó sáng trưng vậy á. Ở bên Thái. Thấy em không? Hello Miu Kavida. Hello Nana Trần nha. Cậu kêu là Huy đeo khẩu trang và cho an toàn, nhưng mà Huy làm clip này á là giống như là để nói là một ngày lần đầu đi lại là không đeo khẩu trang thì sẽ như thế nào á, để cảm giác sau 2 năm Covid thì mình cảm giác là như thế nào, và để cho mọi người biết thêm là về cái luật là bây giờ là được không có đeo khẩu trang nếu mà mình muốn như vậy á. Đây, hello cô Lê Thị Mông. Mình phải đứng bên này. Đó. À, từ đây đi tới sân bay thì sẽ có dừng những cái trạm trên cái đường tới sân bay. Hết dịch rồi, Tết em về ăn Tết với gia đình không em? Tết năm nay chắc tôi sẽ về đó mọi người. 5 năm chưa ăn Tết. 5 năm rồi đó mọi người ơi. Tới năm nay tôi sẽ về thăm Việt Nam. Em đẹp trai quá, mũi rất đẹp, nhìn mũi giống tay, mũi và chị ghi mũi, em không em đọc đâu. Cái mũi hả chị? À em cảm ơn chị nha. Có nhiều người tưởng Huy là người bên Đức á. Tưởng Huy là người Lai đó, đẹp không nè. Tàu điện, cái Lai tàu điện nè mọi người. Đó, Lê Bua Hotel kìa. Không phải. Những cái tòa nhà lớn nè mọi người. Những cái tòa nhà lớn ở Thái Lan. Mũi. Dạ em biết rồi, em đọc em thấy chữ mũi em tưởng là đó, những cái tàu đường cao tốc mọi người thấy không? Xe con không thấy không? Đó. Xe con và cả tòa nhà rất là đẹp luôn. Trên cái con đường mà đi ra sân bay á mọi người sẽ thấy. Quá trời đẹp. Nhìn Lai giống người Đức. À, người, em nói em Lai giống người Đức mấy người cũng tin. Em cũng phải 4 năm rồi. Hello Trần Lina, 4 năm rồi em chưa ăn Tết hả? Anh 5 năm rồi đó mà. Không phải 5 năm đâu, thiệt ra là 6 7 năm luôn á. Tại vì chưa có về quê là tới 7 năm rồi. Chứ hồi là ở Sài Gòn. Đây đẹp không mọi người? Tòa nhà nè. Liza Awa nè, mấy cái tòa nhà đó xa xa đẹp quá. Make You Hotel. Có cái tàu khác chạy tới này mọi người, tàu khác chạy tới. Oh, express. Cái tàu đó là tàu cao tốc đó, tàu nhanh đó mọi người. Cái tàu hồi nãy ở bên kia là tàu cao tốc. Mọi người nghe tiếng Thái không chứ tiếng Anh không? Cái chị đó chị cười hơi hãy đi livestream á, cái chị người à. Đó đây nè, mấy cái tàu ở dừng mấy cái trạm này, mấy cái trạm đây là mấy cái trạm xa cho xem. Rất là đông mới rồi, đông luôn mọi người, giống bên Nhật quá. Đó, gần tới sân bay rồi, đi có chút mà, đi có 30 phút rồi mọi người. Nói 40 phút chứ thiệt đây là 30 phút thôi. Đây là Makassar. Đẹp không? Đây là cái tàu Makassar nha mọi người. Lát nữa tới sân bay Huy quay trực tiếp cho mọi người coi luôn nha. À, lát nữa ra sân bay Huy mua vé đi
đi Phú Kẹt quay cho mọi người coi cái mới nhất. Phú Kẹt bây giờ là buổi tối đang mưa, nhưng mà Huy sẽ ra review một cái kiểu khác về so với những lần trước đó. Tại vì những lần trước là Huy review những cái biển đẹp nhất Thái Lan ở Phú Kẹt, Similan nè, Krabi nè, Cọ Phi Phi nè. Tiếng Thái dễ học không em? Hai ngày nữa đi để em đăng clip lên cho anh người Hàn Quốc xem nha. Hai ngày nữa Huy sẽ nói về tiếng Thái, quay về clip nói về tiếng Thái trước. Hồi xưa kênh của Huy có mấy clip dạy tiếng Thái á, chia sẻ chắc phải là dạy, nhưng mà ô đẹp quá, đẹp quá. Wow, đẹp quá mọi người ơi, đẹp quá, thích nhìn. Ở bên đây mấy năm chấm mà đi mấy cái này vẫn thấy đẹp mọi người. Đây chung cư nè. Hello chị Cẩm An. Mấy cái chung cư đó nó gần đường cao tốc, nhìn thấy đường cao tốc. Đây sân bóng. Đẹp quá, Huy dễ thương, cảm ơn thân Thuận Phan nha. Chùa nè mọi người, chùa nè. Chùa màu vàng, Huy chưa thấy bao giờ luôn á, đẹp quá. Cảnh đẹp lắm mọi người, thấy toàn là chùa chiền với lại sân bóng, với lại chung cư và những con đường cao tốc á, mà không cần phải tốn tiền đi du lịch, là mọi người chỉ cần tốn 45 baht là giống như 35.000 á, 30.000 thôi, để trên cái tàu này mọi người có thể du lịch được luôn á, nếu mọi người không có nhiều chi phí á. Huy có làm mấy clip này rồi, mọi người có thể tìm xem trong trong khoảng 180 cái clip. Mọi người kém kéo trong cái video thay người ta kêu là cái tiếp tục là tới Ra Khâm Hẹn. Ra Khâm Hẹn là một trong những cái tàu điện, cái điểm dừng tới cái Suvarnabhumi, nó sẽ dừng khoảng 10 điểm vậy. Wow, nắng đẹp quá, 6:30 7:00 kém rồi mà trời nó còn nắng nè mọi người, đẹp quá không, trời đẹp luôn. Qua Thái có cần visa không em? Dạ không cần, mình là người Việt Nam không cần nha anh, không cần visa, ở được 30 ngày một tháng. Huy dễ thương mà nói chuyện nghe ngọt ngào quá. Hôm qua em kia em làm clip chửi á, dạng như là nói lại cho bà chửi, chị có thể vào nghe để nghe em nói chuyện coi thử con có dễ thương không. Sông này mọi người, sông, con sông. Hello Thảo Trần. Hello 36 người đang coi nha. Rangkamhaeng Station. Quá trời đông người luôn. Cái cửa nó mở ra nè. Ô trời. Đi ra cho người ta ra đi. Quá trời đông luôn á mọi người, đông lắm nè. Quá trời đông luôn, thấy không? Người ta đi ra rồi mình đi vô lại, chứ mình đang đứng ngay cái cửa. Đi vô lại nè. Còn mấy cái nữa tới sân bay rồi, nói chuyện với mọi người. Vậy hả em định cư luôn bên Thái hả? Em ở Đài chứ em cũng biết nữa, em ở Đài mấy năm nay. Định cư là phải có nhà, có cửa, có chồng, có vợ mới gọi là định cư. Em ở một mình mà, em đâu có phải là định cư đâu, em đâu phải là công dân đâu. Em dễ thương quá, em cảm ơn chị Kim Loan nha. Đứng Thuận Phan, Huy ở một mình thấy thương ghê. Huy không sao nha, Huy không sao, Huy ok nha. Ok Naka. Hồi nãy đứng chỗ ở ngoài dễ nói chuyện, bây giờ đứng sát người ta quá không nói được gì.
Dù hoàn cảnh thế nào, chị thấy Huy nói chuyện rất dễ thương. Em cảm ơn chị Hồ Thoa nha. Em cảm ơn chị. Hello Mi Trần. Bạn tự quay hay có người khác quay cho bạn vậy? Huy tự quay. Huy tự quay. Huy ở một mình mà. Có mấy người không có tin là Huy tự quay á, do Huy đặt cái máy á, rồi này nọ đó. Có nhiều người nói tôi có ekip rồi chứ trời, đồn ác quá trời luôn. Thấy Huy khóc, thấy thương. Huy khóc hồi nào? Huy đâu có khóc đâu ta. Em đi chơi hả Huy? Thấy thương Huy ghê. Sawadi Cup. Hello Hòa Trần. Hello Kim Loan. Hello Bích Phan. Đạt Minh. Chào bạn Huy dễ thương. Hello, hello mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần vui vẻ với những điều thật là tươi trẻ và hạnh phúc. Đây, gần tới sân bay rồi mọi người. Chỉ có 30 phút là tới thôi. Mà trên đường á, đi từ lúc mà còn sáng bây giờ nó chiều rồi nè. Mà đường cao tốc đẹp quá ha, xe hơi á mọi người thấy không, cảnh đẹp quá. Huy thích ở trên đây, nhiều khi á không có làm gì nhiều, thời gian mua vé đi để ngắm thôi, hoặc là ngồi trên xe buýt để ngắm cảnh rồi đi về cho nó rẻ tiền, không có tiền đi chơi để tiền quá. Ồ, đường cao tốc đẹp quá. Wow, đẹp quá mọi người ơi. YouTube ngồi trên cầu khóc nửa đêm đó lúc nào không xem thôi. À, cái đó là khóc vì hạnh phúc mọi người. Cái đó là khóc vì hạnh phúc và cảm ơn á. À, cảm ơn Hồ Bích Trâm, cảm ơn anh Quảng Trọng, cảm ơn Hà Chi Quang, cảm ơn Thành Đoàn đã đến với Huy trong cái đợt đó, cái thời gian đó. Thì cái clip đó là ngồi trên cầu khóc là vì hạnh phúc chứ không phải khóc vì buồn. Không phải bao giờ khóc ở trên YouTube, có một lần đó là khóc vì hạnh phúc thôi. Trên tàu này chắc là có người Việt Nam á, người ta sẽ nghe Huy nói chuyện người ta cười chết. Tại vì bây giờ người Việt Nam đi du lịch đông lắm mọi người. Hello 50 người đang xem nha. Hôm nào hát tiếng Thái nghe đi Huy. Về Việt Nam hả anh Huy? Không, anh ra sân bay, anh mua vé đi Phú Kẹt. Ngày mai đi Phú Kẹt qua cho mọi người coi. Em người miền Trung hả Huy? Dạ đúng rồi, em người miền Trung. Em người Huế với người Phú Yên. Em người Lai, hai đất nước. Biết khóc vì vui mà thấy khóc thấy thương á. À, chị thấy em ngồi trên cầu khóc, tưởng sợ em nhảy cầu tự tử. Nhiều người Thái con không biết, tưởng là tôi ngồi chỗ đó tự tử á, người ta không biết tiếng Việt á. Em đi đâu vậy? Nhiều tiền Việt Nam vậy em? Trên tàu này đi chỉ có tốn 30.000, 35.000 Việt Nam thôi, mà được ngắm cảnh từ giờ từ chiều cho tới tối. Hello. Hello anh Tuyết, hello Hoài, cô Hoa Trần Thị. Chúc con bình an mỗi ngày. Hai tỉnh ông ơi. Ồ, hai tỉnh à. Hai đất nước cũng được mà. Đây, người ta đi ra. Cứ mỗi chuyến tàu là người ta sẽ mở cửa là mình đi ra. Thông thường ở Thái Lan, ở những cái nơi hồi trước là mình sẽ đeo khẩu trang, nhưng mà bây giờ là có cái luật là nếu bản thân mình thấy mình cảm nhận là mình không muốn đeo thì người ta cũng cho mình không đeo. Có một số người trên chỗ tàu điện hoặc là những nơi công cộng người ta không đeo là mình cũng được quyền đó. Cho nên sau 2 năm Covid thì Huy muốn làm một cái clip này á, là để cho mọi người biết là bây giờ bên Thái Lan á, là mình cũng có bản thân mình cảm thấy mình không muốn đeo thì mình có thể như vậy được. Cho nên là nếu mọi người đi du lịch đó, mọi người không cần đeo khẩu trang, là ở những nơi mà mọi người cảm nhận đó, là mọi người không cần đeo thì mọi người có thể để mọi người biết là bây giờ là ở bên đây như vậy đó. Là Huy làm cái clip là hôm nay như vậy, nhưng mà
những cái ngày khác hoặc là ở trên đây thì Huy sẽ vẫn đeo. Nhưng mà hôm nay Huy livestream để cho mọi người biết là nó như vậy. Chứ Huy cũng bình thường là Huy cũng đeo nha. Hello cô bác, hello cô bác. Cô luôn comment cho con. Huy dễ thương đáng yêu quá. Hello Vũ Thịnh, Huy cảm ơn nha. Ở xứ người một thân một mình, em giữ gìn sức khỏe nha. Em cảm ơn. Huy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Huy cố gắng giữ gìn sức khỏe và quay những cái cảnh đẹp nhất cũng như là ý nghĩa nhất để cho mọi người biết. Và cảm ơn mọi người vì đã đến với Huy trong cái thời gian này và ủng hộ YouTube của Huy. Mũi Huy đẹp quá. Mũi, mọi người khen mũi. Mọi người cứ hỏi Huy là đi sửa mũi ở đâu, chỉ cái chỗ này nọ, nhưng mà mũi Huy không có sửa. Đây, có sửa mũi nha. Trừ bắt giới. Hồi xưa Huy đi học á, mấy người trong lớp đồn Huy là 7 lần sửa mũi. Nói chung là cái số mình cũng thị phi lắm. Mọi người làm YouTube á, làm YouTube cũng bị thị phi nè, đi học là cũng bị thị phi nè. Thị phi tới mức là phải nói xấu Huy, mà tới mức là thầy cô là phải họp luôn, họp lại để giống như là điều tra và nói ra cái người đó luôn á mọi người. Nói chung là cái số mình cũng thị phi. Nhưng mà Huy thì Huy bình thường, tại vì Huy nghĩ là đôi khi ai cũng có phạm sai lầm á mọi người. Thì mình là cần thời gian để mình thay đổi thôi, chứ Huy cũng không có mà nghĩ. Nhiều khi Huy nói clip này nọ, nói ra như vậy chứ mà Huy không có để bụng á. Huy chỉ làm vậy thôi chứ Huy không có để bụng. Bây giờ gần tới sân bay rồi, Huy sẽ tắt livestream và Huy sẽ like, Huy sẽ quay video cho mọi người coi trong cái tập YouTube mở gần 2-3 ngày tới nha. Và Huy sẽ đi mua vé đi Phú Kẹt quay cho mọi người vào ngày mai.